Xin kính chào quý khách hàng và các nhà đầu tư. Ngày hôm nay bất động sản Mộc Họ xin giới thiệu đến cả nhà một lô đất lớn, hẻm 35 đường số 9, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, nay là thành phố Thủ Đức. Đường trước lô đất của mình hiện tại nó là đường 2,5 m, xe ba gác chạy vô tư. Sát với lại mặt tiền hẻm 35, rộng 6 m, thông với lại hẻm 479, hẻm 505, đường Đinh Thị Thi, đường vào khu đô thị Vạn Phúc. Diện tích của lô đất của mình nó là ngang 15 m, dài 15 m, tổng diện tích công nhận nó là 228 m, trong đó bao gồm có 156 m là thổ cư, còn lại là hành lang kênh mương. Với diện tích lô đất này thì phù hợp với quý khách hàng và các nhà đầu tư xây dựng cho mình phòng trọ hoặc là căn hộ dịch vụ cao cấp cho thuê, có thể là xây được khoảng từ 30 đến 40 phòng, thu nhập rơi vào tầm từ 60 đến 80 triệu mỗi tháng. Từ vị trí lô đất của mình ra mặt tiền đường số 9 thì Bình Phước 100 m, về lại khu đô thị Vạn Phúc 500 m, thông với lại hẻm 479, hẻm 505, đường Đinh Thị Thi vào khu đô thị Vạn Phúc, về chợ Hiệp Bình, cầu Bình Triệu, chợ Bình Triệu, bến xe miền Đông, Đại học Luật, nhà thờ Phan Tư Ma, từ 3 đến 5 phút di chuyển, thuận tiện đi đến tất cả những khu vực trung tâm. Khu vực thì nhà cao tầng đồng bộ. Quý khách hàng và các nhà đầu tư quan tâm xin liên hệ với lại bất động sản Mộc Họ 0902 669 004 để nhận được báo giá tốt nhất cũng như là xem thêm những sản phẩm. Quý khách hàng và các nhà đầu tư hãy đăng ký kênh Bất Động Sản Mộc Họ Real để đón nhận những cái thông tin của những sản phẩm mới một cách nhanh nhất, để chọn cho mình cái kênh đầu tư cũng như là nơi an cư. Xin hẹn gặp lại quý khách hàng và các nhà đầu tư trong những cái video clip sản phẩm tiếp theo.